Ok mọi người, thì đây cái này là món ẩm thực mà chuẩn bị tụi mình chuẩn bị quay, nhưng mà hai mình mới nảy ra ý tưởng này để mà cho cái bà bé múp. Đây. Sẵn rồi, có bà Ngọc cho bà biết luôn đi. Đấy. Nhưng mà tính cho anh hai đứa giờ, nhưng mà lỡ rồi. Cho anh đứa. Cho anh đứa rồi. Cho anh đứa đi. Cho anh bà chăm lâu rồi, đâu có cho anh bà chăm đâu. Ừ, cho anh dễ tin. Đấy, thì cho anh gì đi. Mọi người hãy đón xem bằng cho mấy đứa mình là như thế nào nha. Giờ nói trước thì nó mắc hay. Ok, vô. 2 hours later. Nãy bà đi vô lấy mấy chén làm gì lâu vậy? Đang thay son. Trời ơi, thay son nữa. Đó thì chứ. Quay phải thay son. Thù lù gì rồi ai để ý đâu mà thay son. Ông nội này cũng riêng quá à. Ăn đi. Ở đâu rồi trời. Nguội hết luôn rồi. Dạ, nguội ngắt. Nguội thì giờ cắt đi. Không lẽ giờ không lấy gì ăn, bỏ bả mẹ đi. Ôi là trời, ra ngồi đây một cục quên nè. Nãy mần gà không cắt móng luôn. Hay thì chứ. Nãy tính rút mà rút không được. Ừ. Rồi giờ bây giờ bỏ đâu rồi. Bỏ cái móng đi chứ gì đó. Ở đâu rồi? Ông nội con đây nè. Ông nội con đây nè. Đâu rồi quà. Chén mà lâu dữ. Cái này mới sao mà. Ăn đi anh, cắt đi anh, cắt nhanh nhanh đi. Đã nói nguội rồi, cắt đi. Thì nhỏ, lần nào làm cũng tích chết. Vậy? Đã mập rồi thêm cái giò cục nữa. Là trời. Trời, nổ thiệt chứ bà nội. Nó mập hoài luôn. Dạ mấy cha ơi, con ở đây nè, trước mặt mấy cha nè. Gào, gào héo luôn. Đây nó sát bên mà nó đi sau lưng cưng mà đi chậm gì vậy? Nãy nó đi ra đi nó tha son rồi lấy mấy cái chén ra. Mà nãy cưng đi ra là nó đi sau lưng cưng phải không? Nãy em ra là còn đang tha son. Rồi tại em tha trước, em ra trước. Rồi bà nội rồi. Rồi em vừa trang điểm xong nữa chắc con gà này đem vô bỏ luôn á. Tha son không đâu trang điểm. Trời ơi trời, nó ăn chút xíu nem nuốt cùng lum rồi tha son làm gì. Hiểu gì kỳ cục vậy? Chắc nó lằn ra. Sao mà nội? Chắc là mập quá giờ đi cũng hơi chậm. Đi đến tôi vậy? Đánh nổi. Mập cái gì người ta mất. Ông đánh lên đây. Dạ đâu có đâu. Vậy. Cô đánh ông nè ông nội, nhây nhẹ lắm. Đi được. Bỏ cái từ mập đi. Mất hả? Cắt đi, ăn đi rồi quay rồi xiết vô nắng chết rồi. Mập má ơi, mất rồi đặt bé uống. Mất được rồi. Ê, bé heo đi. Em mới lội ra em mệt quá anh đi chẳng kêu nó. Lấy kêu gì mà kêu tao ngồi trước mặt của mày nè. Chứ nó gà bỏ luôn đi. Chứ nó gà gì. Ngồi chắc luôn, hết lên khói luôn. Mấy đứa này bị gì giỡn nhây dữ vậy trời. Ông nặng bả ghê thiệt luôn á trời. Ui, nói tôi nói rồi. Đồ khác nữa. Tôi nói nó ghê dữ lắm, ní tắm luôn hay gì. Ừ. Ỉa trong. Cái này ngộ trời. Quay con cái quay đeo mà làm gì mà ghê, ra son trang điểm cho đẹp. Ui là trời, nó tức á trời. Mấy cha ơi, con trước mặt mấy cha nè, mấy cha ơi. Thèm bà ơi. Trang điểm cho đẹp lên hồn cái gì. Chứ sao, phải trang điểm cho đẹp rồi. Có cái nào bà đi bà lọt vô không bà? Dễ gì vô chứ không lẽ không lẽ mà. Cái đường nhà má gì mà đi lọt cái vậy? Em biết bà đi khó khăn rồi. Cái tướng của bà là vậy đó, bà đi rồi thục và thục và thục vậy đó. Ừ, nó không biết bơi phải không? Bữa, nó không biết bơi nha ông nội. Bữa mà bữa đi nhậu nó cũng té lên nó xuống liền. Ừ. Ừ. Nó nói chuyện như đúng rồi. Sáng là nhức đầu vậy đó. Có khi nào nó lọt vô nãy giờ. Ông nội là lọt vô đâu rồi, một cục thừa lượng này lọt nó mà lọt. Rồi đấy. Cứ đặng coi tôi ngồi căn nhà đó. Thôi thì đi luôn đi. Giỡn nghe nhẹ lắm trời. Rồi thì kéo nó lên tiếp thường xuyên trời. Rồi biết nó có té không, chừng té thì nó nha. Ngồi dưới chạy, cái gì tôi kêu. Đi đâu hả? Rồi trời. Giỡn hoài vậy á, đuôi lại coi. Có không nấy? Nó đi đâu hả? Có không? Con ngồi đây mà ông nội, trời. Trời. Cái gì đó? Lỗi, lên. Trời mập. Trời ơi, nó bay kêu theo mà đại chứ vậy. Ê, tỉnh. Ô là trời. Ai vậy này? Mày bị khùng hả tao? Đứng đây nè. Em. Bờ vậy mà đi cũng được luôn hả? Gin lại thẳng đi. Em gin thả giò. Ông đạp chết coi gì nọn. Đạp gì? Đạp cho nó ra nước ông nội. Không lẽ giờ tôi lấy tay ông vô. Ông đi tôi gin trước nè, gin đi ra coi. Em gin một bên anh gin bên. Bây giờ đè cho nó ra nước đi rồi bụng giùm. Mày cái gì? Tôi cứu đây. Đây em cứu cho. Để anh lấy dép lên. Trời ơi, trời ơi. Nè tôi nè. Cái đầu nó lên coi. Em ơi. Có gì đâu. Em. Giả vô mặt nó coi. Em. Anh bớt có nhây đi, anh tào lao vừa vừa phải đi. Uống nước đã giờ no cái bụng luôn á giờ. Tán cái gì mà nó không đau luôn trời. Đây, khô hết cái đầu. Đây, cái người này còn gì trời. Tôi nè. Trời ơi, cái bụng bao bự sẵn hay là tại bao uống nước vậy? Nó uống nước, với bụng bự gì đó, với bụng cũng bự hơi à. Em nè, trước mặt anh mà sao mấy người ngộ quá vậy? Làm cho tôi là bóng khí gì đó. Đè cho nó sạch nước ra đi. Thôi, mày cái quả lại, có lộn.
cứu hỏa bà. Điện cho mấy thằng nhà tang á. Ủa lộn, điện cho mấy thằng cấp cứu. Điện gì? Điện y tế vô được rồi. Nè. Ủa là trời, coi con cha bá đây nè mà điện cái gì trời, khủng cái gì vậy? Giỡn gì ngay vậy? Bỏ nhà rồi. Rồi em để sẵn rồi. Rồi sao? Kính thưa đặc biệt. Anh ơi, lãng lên đi nhà. Em nè. Kính sao nổi bà nội, tôi kính sao nổi. Em dọn, anh dọn xiên cái đậu. Ừ. Không có nổi đâu em, sao em lo nổi cái giò đó. Còn mấy đi kinh đạo đi, tôi ôm cái bụng kìa, ngọc ôm giò. Thằng này nó nhây trời. Bình thường mà. Bây giờ ông gán ông nhảy lên dậm cho nó ra nước trước đi. Dậm cái gì? Dậm cái gì? Đó. Đó. Ông xịt nước đó, dậm ông dậm được đó, dậm đi, dậm nó đi. Dậm nữa nha. Dậm nó đi. Ôi cái bụng gì mà bự dữ vậy? Điện đám tang, ủa điện cứu thương, ủa điện cấp cứu, ủa điện chữa cháy, ủa điện tới điện gì mà điện nó có gì đâu mà điện, từ từ để coi kêu chứ không phải để nằm hoài. Giỡn hoài trời. Tính gì cho tao ăn con gà trời. Ơi. Dạ bà nội con ngồi đây nè, bà nội con ngồi trước mặt bà luôn nè bà nội. Trời ơi, trời sao giờ sao ní? Đợi đợi nó tỉnh gì vậy, sao giờ kinh vô cũng đâu được đâu. Tôi còn thở không? Ừ. Còn. Gán kinh được không? Kinh gì? Bị khùng cái gì? Ủa mà bình thường á kinh anh không chứ anh đâu kinh nó đâu phải không? Ừ. Sao giờ mình kinh nổi vậy? Siêu quá. Người ta nói là té xong á là để hai cái giò lên cổ á, rồi cái chạy á ní cổng đi. Nội này khùng quá à. Chạy gì làm mà chạy? Gì vậy? Bảo giò đi nè. Nghe ngộ chứ. Tiếp bảo giò đi nè, nói chuyện làm gì vậy? Em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Sao không quánh đâu nội? Làm gì vậy? Nội không làm gì đó, không làm gượng ốc chích bà luôn. Ngọc, Ngọc đi, em quánh tôi à. Quánh đâu mà nào? Dạ, tao là Ngọc, anh Xuyên. Trâm ơi. Tự nhiên tán mặt em vậy? Anh có đừng tao tán vợ tôi. Tự nhiên tán mặt em à. Có đâu? Em anh. Trời ra giờ tôi ngồi đây. Vợ tôi. Không lo cho vợ ông coi, ông làm gì? Trời, tao lao quá đi vợ. Để ngồi nó hoài. Lo vừa, tự nhiên tán mặt em à. Tức thì tức chứ. Đến đâu cũng tán anh vậy. Tích gì? Tự nhiên tán mặt em. Giỡn hoài, má dây nhẹ lắm tụi nó. Sao? Bây giờ sao? Giờ để nằm đây hoài sao? Giờ gió thổi ướt nữa là trúng gió chết rồi sao? Sao lại giờ vậy? Mình đi lại đắng mình ăn chứ đi hả? Giờ hả quay lên lo cho nhỏ này nó ngay trời ngộ thì chứ đã. Chứ giỡn sao à, giờ? Em nè. Mặt mày nó tái mét luôn rồi sao? Giờ trời. Ở rồi. Sao nó còn thở nè? Em nè. Nó mới điện xe gọc, ủa điện xe cứu thương đi. Mấy xe đau trời, nó nổ nổ. Bị gì vậy? Tôi nè. Sao vậy? Trâm ơi. Cũng Trâm đã. Cái gì vậy? Thì em nói cái bụng nó đã, anh gờ thử. Gờ chứ gì? Em ơi. Thấy em gờ được. Cái gì vậy? Tao còn bình thường mà, tao ngồi đây mà, làm gì vậy? Có khi nào đi luôn rồi không? Ê. Uống nước cái mặt trắng bạch mà này, có tiền người ta. Đúng cái mỏ vô hóp nhân tạo ấy. Trời là trời, tôi đi nè, làm gì vậy? Bây giờ nó cấm động dưới rồi sao không trời? Bây giờ để đây sao? Giờ mình lỡ rồi cầm hai cái giò lôi đại đi. Thôi để tôi hấp bằng gạo cho mình. Con hấp đi. Khủng quá à, em à. Làm gì vậy? Cái tướng ông mà lớn nè, thổi cái bụng tôi luôn. Tôi hấp ông quánh tôi hoài dương nổi. Ai quánh ông? Ai quánh ông nào ông làm đi. Sao không? Ông quánh nó bụt đi đầu vậy đó. Quánh nào? Uống lấy coi trời. Nói gì nữa? Lôi kéo vậy này đó, hai vợ chồng vậy đó mà còn nó lôi kéo làm gì nữa? Ai mà lôi kéo bả đứng ở đây chứ bộ. Sao anh chứ? Giỡn gì giỡn nhai quá trời luôn rồi. Nãy giờ hai người có giỡn ốc luôn chứ. Bây giờ mình lấy cái xe gùa mình lôi nó vô đi. Rồi nè, ốc quá nó cục. Ốc quát nó cục chân rồi nè. Trời trời, không sao không? Sa ma có gì vậy? Không chứ, không giỡn đâu, giỡn gì mất dạy quá. Sao bây giờ mình khinh gán khinh vô đi. Mà. Khinh đi. Xin lỗi không? Ừ, bỏ bỏ dưới dưới khóc, bỏ dưới khóc, để lắm. Thôi để anh bỏ giữa cho em kinh đây đi. Anh bỏ đít tới vậy. Mẹ đi trời ơi, hãy dò lẽ đi trời. Trời ơi, cái đít bự quá. Trời ơi, thằng lao dưới trời. Sao trời, để thằng bói thì thử nó thở đó không. Thôi khổ nó nhỏ hả? Nhỏ hả em? Trời. Anh đạp cho nó ra hô hấp sinh đạo. Đạp nó chia, nó chết. Chứ không lẽ giờ tôi lấy tao tôi hạnh vô chơi bưởi bà. Đạp không đạp luôn. Ừ, bây giờ tôi nghe người ta hay đè ngực vậy nè. Em nè. Em còn ngồi đây mà. Ngồi luôn á, để đây lát nó đi luôn á. Đâu ngồi đâu ngồi, ngồi xuống là. Em nè. Đâu ngồi chào đâu. Ngồi đâu. Ngồi đây nè. Đó. Thấy gì đâu. Thấy gì đâu. Thấy luôn. Thấy luôn.
Đâu biết lỗi. Thôi, hối sinh Phật á. Thôi tao đi vô bệnh viện. Gửi bạc đâu biết lỗi. Vô đi vô tắm luôn đi nghỉ ra ngoài. Dịch đi. Tôi tôi thấy dằn với nước nước tôi mẹ tôi chập và để cho dằn luôn coi nó cảm giác là sao. Ôi tôi chập mà tôi còn có dính cái tay. Rồi đi vô cho nó tắm đi để quay rồi đấy cà ngồi rồi. Chạy không chạy mày tao tay mày cho mày. Vô tôi đứng đợi cho đi đó. Vô tắm cái này gặp để té lại nữa. Tao vô tao tắm vô mày.